Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiểng ha. Hôm nay có trang nè, thằng thăng với sâm núi trái ha. Số điện thoại liên lạc của chị Hạnh thì có ở tiêu đề cũng như miêu tả nha. Quý cô chú anh chị mua cây nào thì liên hệ trực tiếp với chị Hạnh nha. Rồi chào chị Hạnh ơi. Rồi chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em cũng quay cờ là một clip phôi trang vàng ha. Cần thăng và sâm núi trái ha, muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 ha. Rồi địa chỉ em ở Hòa Thành, Lai Dung, Đồng Tháp. Trước tiên vô một cái phôi số 1 là cái phôi trang vàng lá nhỏ cho anh em mình tham khảo ha. Cây bữa nay thì rất là đẹp, rất là khủng ha. Đây cái trà phôi số 1. Cây rất là to luôn. Cây này cao là khoảng 15 ha. Nó đế rồi rất là đều tứ diện hết ha. Đế rất là đẹp luôn. Tổng này là 30 ha, rất là to ha, đế nè. Đều bốn mặt luôn ha, chia cành thì đóng rất là đẹp luôn, 600 ngàn đồng. Em bao sống bao ship, hồi số 1 nha. Rồi tiếp tục số 2 ha, những là trang vàng lá nhỏ nè. Cây dáng bay rất là đẹp nha, cao khoảng 24. Chỗ này là 22 ha. Đế cũng rất là đẹp nha, 350 nha, em bao sống bao ship luôn. Rồi, phôi số 3 ha, phôi búp măng rất là đẹp nha, cao khoảng 12, tổng này là 27 ha. Rồi, số 3 này có giá là 400 ngàn đồng. Phôi số 4 ha, cao khoảng 19, phôi này to lắm nha, tổng đây là 329 ha. Rồi, phôi số 4 này có giá là, sao có 300 ngàn. 300 ngàn đồng, em bao sống bao ship luôn. Ôi, em ghi giá thì tào lao quá. Cao 14 nha. Chuẩn như trên, 24 là chỗ này ha. 300 ngàn đồng, em bao sống bao ship luôn. Rồi, tiếp tục số 6 ha. Cao khoảng 14. Tổng này là 23 ha. Rồi, 200 ngàn đồng luôn, em bao sống bao ship luôn ha. Rồi, phôi số 7. Cao 15. Tổng này là 19 nha anh em. Rồi, vẫn 200 ngàn đồng. Phôi số 8. Cao khoảng 12. Tổng này là 24 ha. Rồi, phôi số 8 này có giá là 300 ngàn đồng. Đế thì rất là đẹp ha, đế rất là lực luôn. 300 ngàn đồng. Số 9 nha. Cao khoảng 15 ha. Cây thì rất là già luôn ha. Tổng này là 27 nha anh nè. Đó, phôi rất là to, chi cành rất là đẹp ha. 300 ngàn đồng. Rồi số 10. Cao nó 19 nha. Rồi đây là 20 ha. Rồi phôi này 200 ngàn đồng. Số 11. Cao 19 nha. Tổng này là 26. Rất là to nha, 250 nha. Em bao sống bao ship luôn. Số 12 ha. Cao nó 16. Cao 16. Tổng đây là 20 ha. Đế thì rất là đẹp nha. Rồi, 300 ngàn đồng, em bao sống bao ship luôn. Số 13 ha. Cao 12. Tổng đây là 20 ha. 200 ngàn đồng nha, em bao sống bao ship nha. Số mấy? 13 hả? Ừ. 14 đồng. 14 kìa. Nè. Ai lấy năm gì trời. Rồi số 14 ha. Cao 15. Tổng này là 26 ha. 500 ngàn đồng, em bao sống bao ship luôn ha. Rồi số 15. Cao nó 16. Tổng này là 26 nha. Rồi cái phôi này có giá là 500 ngàn đồng. Rồi số 16 ha. Cao khoảng 12 thôi. Tổng này là 28 ha. 300 ngàn đồng. Phôi số 16.
Rồi số 17 ha. Phôi này nó lạ lắm nha. 12 là cao ha. Nó rất là lạ luôn. Tổng đây là 24 ha. Rồi cái phôi này có giá là 250 nha. 18, một cái phôi lùng thật là lùng đây. Cao khoảng 11. Tổng đây là 19 nha. 200.000 đồng. Em bao sống bao ship luôn nha. Rồi, số 19 nha. Cao khoảng 12. Em chỗ này là 21 nha. Rồi 350 nha. Em bao sống bao ship luôn. 20. Cao khoảng 16. Tổng đây là 21 nha. Rồi phone này có giá là 250 nha. Cao 20. Tổng này là 24 ha. Cái phôi này bây giờ nó cái rễ thì nó rất là mạnh ha. Giờ anh em mình khui ra rễ ra giùm em ha. Khui bỏ bỏ đất bỏ rễ ra mình hãy dăm ủ lại ha. Cho anh em đây anh thấy cái vàng đồi rễ lên trắng cây hết trơn ha. Nó rất là khỏe rồi. Anh em mình cứ việc về khui thoải mái ha, khui cho hết đất ra mình dăm lại ha. Rồi 300.000 đồng. Số 22. Cao khoảng 12 ha. Tổng này là 19 nha. 200.000 đồng. Em bao sống bao xếp luôn. 23. Cao nó 24. Tổng đây là 19 ha. Rồi cái này cũng 250 nha. Số 24 ha. Cao nó 12. Tổng đây là 20 ha. Rồi cái phôi này có giá là 300.000 đồng. Số 25. Cao 19. Tổng đây là 24. Rồi phôi này có giá là 300.000 đồng. Đế thì đều hết ha. Rồi số 26. Cao nó 18. Tổng đây là 23 ha. Rồi phôi này có giá là 300.000 đồng luôn. Em bao sống bao ship luôn. Rồi 27 ha. Cao nó 16 luôn. Tổng đây là 27. 250 nha. Em bao sống bao ship luôn ha. 28. Cao nó 14 luôn. Tổng đây là 22. Rồi 28 này có giá là 350 nha. Em bao sống luôn. 29 nha. Cao nó 12. Rồi tổng đây là 22 ha. Rồi 200.000 đồng. Em bao sống bao ship luôn ha. Số 30. Cao nó khoảng 18 ha. Rồi tổng hết là 29 ha nè. Cây này đế đều khắp mặt hết trơn ha. Rồi 300.000 đồng. Em bao sống bao ship luôn. Số 31. Cao khoảng 25. Tổng đây là 25 luôn. Đế thì đều có mặt ra nè. Đây, đế nè, rất là đẹp ha. Rồi 250 nha. Em bao sống luôn. Số 32. Cao khoảng 14 ha. Tổng đây là 23. 300.000 đồng. Đây một củ nạc đây rất là to nha. Còn bộ phôi này nó nở củ hết ha nè. Này cao 15. Tổng eo đây 22 ha. Phôi này có giá 200.000 đồng. Rồi số 34 ha. Cao 20 ha. Phôi này lắc lượng rất là có duyên ha. Tổng đây là 22 ha. Rồi cái phôi này cũng giá 200.000 đồng luôn. Phôi lắc lượng rất là đẹp luôn. 26 ghi luôn không? Bỏ ra hồi dạ. Đâu có đâu. Để đó mà. 35 ha. Cao 16. Tổng hết đây là 27 ha. 300.000 đồng luôn. Số 36. Cao nó 16 luôn. Tổng đây là 25. 350 ngàn ha. Số 37. Cao nó khoảng 15.
tổng đây hết đây là 29 ha. Rồi 300.000 đồng luôn. Cây này 300 luôn. Cao 12 ha. Tổng hết này là 22 ha. Rồi cây này cũng 300.000 đồng luôn. Số 39 ha, cao 18. Tổng hết này là 24 ha. Cây này 350.000 ha. Ta sống bao xếp luôn nhanh nè. 40 ha. Cao nó 16 ha. Tổng hết này là 18. Rồi 200.000 đồng, bao sống bao xếp luôn. Số 41. Cao nó 15 ha nè. Tổng này là 23 ha. Rồi 200.000 đồng luôn. Rồi này em lên xăm núi trái nghe nè. Chỗ này rộng quá. Rồi đổ xuống đây khoảng 25 ha. Xăm núi trái. Em cũng còn số lại lượng rất là ít. Đo tổng. Cây này tổng. Đó, để tưởng đó. Tổng chỗ này là 12 ha nè. Cây đã sống khỏe ha, về mình em mình chỉ cần ra tụt là chơi thôi ha. 250 nha, em vào sống vào ship luôn. Nãy rồi. Cây này chưa làm hay gì không rồi. Rồi ba xuống đây khoảng 23 ha. Cây này rất là già ha, đế rất là lực luôn nè. Anh em thấy đế, độ đế nó nè. Tổng hết đây là 17 ha. Rồi vẫn 250 nha. Em bao sống bao ship luôn. 44 ha. Ba cây đây khoảng 30. Cây đế rất là lực luôn. 15 ở chỗ này ha. Cây đế rất là khủng luôn ha. Rồi 250 ngàn luôn. Em bao sống bao ship luôn. Dáng rất là đẹp nha nè. 45. Ba cây đây khoảng 34. Tổng này là 18 nha nè. Rồi cây này có giá là 300.000 đồng. Bà sống bà xếp luôn ha. Đế rất là đẹp nha. Rồi cây 46 ha. Vẫn là xăm núi trái luôn. Cây rất là già, rất là to luôn ha. Bay ra đây khoảng 26. Rồi thân chỗ này là 15 ha. Đế rất là lực nha. Bộ đế này cây rất là già ha. Dáng rất là đẹp luôn. 300.000 đồng luôn. Em bà sống bà xếp luôn ha. Cây số 47 ha. Bay ra khoảng 10-20. Cây này rất là to ha. Cây này đế rất là đẹp nha. Tổng đây hết đây 18 ha. Rồi 250 ngàn ha. Em bà sống bà xếp luôn ha. Cây này đế rất là đẹp nha nè. Cây số 48. Đổ xuống này khoảng 34. Tổng hết đây là 16 ha. 250 ngàn luôn. Rồi cây số 49. Đổ xuống đây khoảng 30. Tổng eo chỗ này là 16 ha. Cây này rất là to ha, củ đặc rất là to nha nè. Rồi 250 ngàn luôn. Rồi cây số 50 ha. Ba cây đây khoảng 26 ha. Cây này đế rất là lực nha nè. Tổng đây làm 20 ha, 19 đi. Đây này cái đế nè, cực kỳ lực luôn ha. Đây nè, đế nè, bốn mặt 300.000 đồng. Em bao sống bao xếp luôn. Cây số 51. Bay cây này khoảng 25 ha. Cái lô xăm núi trái này nó rất là dài. Cây nó đế nó lên rất là khủng mà 17 chỗ này ha. Vậy anh em mình khai thác đế ra. Tiếp tục ra nó đắt ra để 250 nha. Cây số 52. Bay ra đây khoảng 22. Tổng eo đây là 14 ha. Rồi 200.000 đồng. Em bà sống bà xếp luôn 200.000 đồng. Rồi số 53 ha. Cao khoảng 12. Cây này, cái này rất là đẹp nha. Cây này đế rất là đẹp nha. Tổng hết ở đây là 19 nha. Cây này đế nơm rất là đẹp ha. Anh em nhìn thấy cái bộ đế này rất là đẹp nha. 250.000 luôn. Số 54 ha. Bay ra khoảng 22.
tổng hết đây là 18 ha. Cây đế cực kỳ đẹp nhanh nè. Rồi 250.000 luôn. Rồi 53 ha. Cây này rất là to ha. Bay ra đây khoảng 32 ha. 55 ha. Đó, tổng này là 20 ha. Cây này vụ đế cực kỳ đẹp nhanh nè. Đây, vụ đế rất là đẹp luôn. 300.000 đồng. Em bảo sống bảo ship luôn. 56 ha. 20 là cao ha. Tổng hết đây là 17 ha. Cây này bộ đế cực kỳ đẹp luôn nha. Đây bộ đế rất đẹp luôn, 250 nha. Số 57. Cao khoảng 10 ha. Eo đây là 18 ha. Cây này cũng 250.000 luôn. Đế rất là lực luôn. Số 58. Bay đây khoảng 34. Tổng đây là 17 nha anh em. Rồi, 250.000 luôn. Đế rất cực kỳ đẹp luôn nha. Anh em về mình khai thác bộ đế này rất là đẹp. Số 59. Bay đây khoảng 30. Tổng hết đây là 20 nha. Cây này bộ đế hả? Rất là khủng nha. Đây, đế này rất là đẹp luôn, 250.000 luôn. 60 nha. Bay xuống đây khoảng 29. Tổng đây là 16 nha. 15 thôi. 200.000 đồng luôn. 600, số 60 200.000. 61 nha. Một cây rất là to luôn ha. Bay xuống đây khoảng 38. Tổng hết này là 20 nha. Cây này bộ đế anh em thấy không? Cực kỳ đẹp nha. Rồi cây này có giá là 300.000 đồng. Số 62 ha. Bay đây khoảng 22. Tổng đây là 16 ha. Rồi 250 nha. Số 62 250 nha. 63. Bay đây khoảng 27 ha nè. Tổng đây là 19 nha. Rồi 250.000 luôn. Cây này đế nè, đẹp rất là đẹp nhanh nè. 250 nha. Rồi tiếp tục số 64 nha, vẫn là sam núi trái luôn. Bay đây khoảng 24. Tổng hết này là 19 nha. Cây 18 đi, 250 nha. Cây này bộ đế nè, cực kỳ đẹp. Cây nó già nó lên đế rất là đẹp. Rồi 65 ha. Bay đây khoảng 30. Tổng hết này là 17 ha. Rồi vẫn 250 nha. Cây này là cái co rất là đẹp nha. Rồi em lên cần thăng nha nè. Đây cần thăng phôi rất là to, củ rất là to ha. Lấy cái giấy bút lông cho em à. Cây này cao khoảng 26 ha. Một cây củ đặc rất là to nha nè. Em thấy cái củ đặc ha, nguyên cái củ đặc này là 42 ha. Đây anh em thấy nguyên cái củ đặc 42 ha. Rồi cây này có giá là 400.000 đồng nha. Sửa lại, viết khô 400.000 đồng, cái phôi cần thăng rất là đẹp. Rồi, số 67 ha. Cao 20 ha. Đây, cái củ rất là to nha nè. Củ đây là 35 ha. Rồi, cái phôi này có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng một cái phôi cần thăng rất là to ha. 68. Cao nó khoảng 10. Củ đây là 31 nha. Rồi cái phôi này độc lạ ha. 200.000 đồng. 220 rồi. Em gửi. 250.000 đồng nha. Rồi 69 ha. Cao nó khoảng 18. Tổng củ đây là 32 ha. Rồi cái phôi này có giá là 300.000 đồng. Phôi cần thăng rất là già nha nè. Số 70. Cao nó khoảng 16. Con này rất độc, rất lạ luôn. 35 cái củ đây ha. Đó, anh em thấy cái độ già của cây rất là già nha. Nó rất là già, rễ nó sống rất là khỏe rồi. 300.000 đồng.
350, 350 nha. Rồi 71 ha, cao nó khoảng 18. Tổng củ đây là 33 ha. Rồi cái phôi này có giá là 250 ngàn nha. Rồi 72, cây này có bồ đế rất là đẹp nha. Cao nó khoảng 10. Củ đây là 29 ha. Đế mình cái rễ này mình còn khai thác xuống nữa ha, mình khai thác sâu xuống đây nữa ha. Rồi cây này có giá là 250 nha. 73 ha. Cao khoảng 12. Củ 37 ha anh. Củ này rất là đẹp luôn nha, 250 ngàn luôn. 74. Cao 20 ha. Em chỗ này 22 ha. Rồi cái phôi này có giá 200 ngàn đồng nha. 200 ngàn đồng một phôi cần thăng. Số 75. Cao 20 ha. Rồi tổng củ đây 34 ha nè. Rồi cái phôi này là 250 ngàn. Cái này đế rất là đẹp nha anh em. Rồi đây cũng là cây cứu clip nhà vườn của em hôm nay ha. Rồi cảm ơn em qua thời gian qua đây ủng hộ nhà vườn của anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau nha.